Mọi người xem qua video thì cho Trung một share, một like, một đăng ký, cũng giống như là để Trung có nhiều động lực review nhiều những video kế tiếp cho cô chú anh chị và cùng các bạn xem nhé. Wow, đẹp quá luôn. Đây mà ai muốn ăn nhàn nghỉ dưỡng thì về đây sẽ là một cái sự lựa chọn lý tưởng, đáng sống luôn. Nhìn giống như một khu resort, một khu nghỉ dưỡng của gia đình. Vừa có nhà ở, vừa có cây ăn trái, vừa có vườn cây, vừa có ao cá. Nói chung là nguồn thu nhập mình cá luôn. Cá ở dưới rất là nhiều nè. Toàn bộ tiểu cảnh khuôn viên sân vườn. Nhà chúng ta là có cả mặt tiền view sông đây, ở phía sau là đã có một cái sông nữa nha mọi người. Giờ cây trái cực kỳ nhiều luôn. Đây phía sau đất của nhà chúng ta có một cái sông nhỏ phía sau nữa nè. Vì thế nên cái tổng diện tích cái khuôn viên này là 2.500 m. Nhưng mà nhà chúng ta cũng có bị một phần ở mặt tiền đường phía trước và mặt tiền phía sau. Thì thử là cái diện tích mà được công nhận trên thực tế trên sổ là chỉ có 2.001 thôi nha cô chú anh chị. 2.001 thì được có 350 m thổ cư cộng với nguyên một căn nhà. Đó, từ đây chúng ta nhìn ra nguyên khuôn viên căn nhà phía trước đó, cô chú anh chị. Một trong những cái khu tiểu cảnh sân vườn cực kỳ đẹp luôn. Đó. Cây trái thì bao la. Đây phía sau đây chúng ta có một cái khu nhà mát đây. Wow, khu này ở cũng cực kỳ mát, cực kỳ thoáng luôn. Đây là toàn cảnh khuôn viên sân vườn nha cô chú anh chị mà Trung đang review qua đó. Tổng là 2.500 m², nhưng có 2.100 m² được công nhận trên sổ thì giá bán chỉ có 20 tỷ đồng, thì chúng ta giá hiện tại là 30 tỷ nha cô chú anh chị, nhưng giảm xuống còn có 20 tỷ đồng. Giá anh chủ nhà đang rất là cần tiền, muốn bán nhượng lại cho ai hữu duyên để sở hữu cái khu vườn này. Một trong những cái khuôn viên cực kỳ đẹp luôn. Và giá bán đâu đó là tính có 20 tỷ thì tính ra chưa tới 10 triệu đồng một mét vuông cho mặt tiền đường sông Lu nha cô chú chị. Mặt tiền đường sông Lu, xã Trung An, huyện Củ Chi, nằm ở gần sông Sài Gòn luôn. Và cô chú anh chị em nào mà đang xem trên kênh Nhà Đất Sài Gòn, cho Trung một share, một like, một đăng ký, cũng giống như là để cho Trung có nhiều động lực review nhiều những video kế tiếp cho đại gia đình chúng ta cùng xem. Đây là khuôn viên trồng trọt chăn nuôi. Tiểu cảnh sân vườn thì không thể chê vào đâu được. Nó khu đây là khu nhà mát, đẹp không? Wow, đây mở cửa ra bốn bức tường này mà thoáng ha, mát cực kỳ. Ở đây chúng ta ngồi tiếp khách ở trong cái khu nhà mát này thì quá lý tưởng luôn nha mọi người. Vừa có hồ cá, vừa có khu tiểu cảnh, vừa có sân vườn, vừa có ao cá để chúng ta nhìn ngắm. Cá tại tượng ở dưới rất là to luôn. Quá đẹp luôn. Wow, mít nè.
cây trái lủng lẳng rất là nhiều. Đó, bưởi sum xê luôn. Đó, khu vườn này rất là rộng như thế này và giá bán chỉ có 20 tỷ đồng nha cô chú anh chị, 20 tỷ đồng. Và khuôn viên đất là mặt tiền đường Sông Lu, xã Trung An, huyện Củ Chi. Cô chú anh chị cũng như các bạn nào mà đang xem trên kênh Nhà Đất Sài Gòn, cho chúng một share, một like, một đăng ký nha, để chúng có nhiều động lực review nhiều những video kế tiếp cho mọi người cùng xem. Toàn bộ khuôn viên này với tiện ích xung quanh sân vườn, khu vườn tiểu cảnh nó đẹp như thế này. Có cả sầu riêng nữa nè, chuối nè, cái khóm nữa nè. Ngồi ngắm cá, uống trà, thư giãn. Nguyên một cái ao cá được chủ nhà rất là tâm huyết làm bằng bê tông luôn nha mọi người. Khuôn viên căn nhà ngói biệt thự sân vườn tiểu cảnh rất tần tật như thế này, giá bán thì lại chưa đến, chỉ có 20 tỷ đồng, còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Bên đây là toàn cảnh mặt tiền khuôn viên của căn biệt thự vườn nhà chúng ta nằm tại mặt tiền đường Sông Lu mà chúng muốn gửi đến cho cô chú anh chị cũng như các bạn xem. Một cái khu nhà vườn nghỉ dưỡng rất là đẹp luôn, nằm ở tại xã Trung An, huyện Củ Chi. Và đây là hướng đi về tỉnh Lộ 8 nha cô chú anh chị, hướng về tỉnh Lộ 8. Thì căn nhà của chúng ta, toàn cảnh khuôn viên mặt tiền của căn nhà đây, nó rất là rộng luôn, tổng khuôn viên là 2.500m, có cả mặt phía sau là có cả view sông luôn. Và căn biệt thự vườn hôm nay mà chúng muốn gửi đến cho đại gia đình chúng ta cùng xem. Chung mời cô chú anh chị đi theo chung đi vào bên trong nha. Ở trước cửa nhà chúng ta có khuôn viên tập thể dục luôn nè, giống như một cái công viên nha cô chú anh chị, có ghế đá rồi có khu tập thể dục rất là tiện ích luôn. Toàn cảnh biệt thự mái ngói của nhà chúng ta đây, biệt thự sân vườn mái ngói, cây cảnh tiểu cảnh xung quanh rất là nhiều luôn. Và cái giá bán của khu biệt thự này trước đây là kêu bán tới 30 tỷ đồng, nhưng nay thời buổi kinh tế khó khăn, cũng giống như là suy thoái về bất động sản lao dốc, nên chủ nhà quyết định hạ một cái mức giá cực kỳ thấp luôn, bán nhanh. Chỉ có 20 tỷ đồng cho một cái toàn bộ khuôn viên này, tổng diện tích là 2.500m, thì chúng ta tính ra nó chưa tới 10 triệu đồng một mét vuông nha cô chú anh chị, trong đó có 350m thổ cư và khu dân cư hiện hữu. Đây là toàn cảnh tiểu cảnh trong nhà mà chúng đang quay để gửi đến cho cô chú anh chị xem qua. Khu sân vườn rất là đẹp luôn và các tiểu cảnh xung quanh nè. Chủ nhà muốn bán để đi về quê. Đây là bên hông của căn nhà. Cây tiểu cảnh trong nhà rất là đẹp luôn. Rồi chúng ta cùng đi dạo với Nhà Đất Sài Gòn qua một vòng vào bên trong tham quan căn nhà này nha. Đó, cửa được làm bằng cửa gỗ cơm xe, giống như là rất là đẹp luôn nha mọi người. Vâng, đây là toàn cảnh không gian ở trên bên trong phòng khách nhà chúng ta đây cô chú chị.
đây toàn cảnh không gian phòng khách đây. Thì nhà được làm bằng gỗ gõ đỏ và gỗ căm xe rất là nhiều luôn nha. Căn nhà thì có hai phòng ngủ rất là lớn, rất là rộng luôn nha cô chú chị, nhưng mà chủ đang ở thì mình không có tiện quay bên trong, thì mọi người xem qua video thì sẽ cảm nhận được rõ ràng hơn nha. Ở đây là toàn cảnh cái không gian phòng, khu vực phòng bếp nhà chúng ta đây, một trong những cái phòng bếp rất là rộng lớn như thế này. Đây là xung quanh khu vực bên trong, tí nói chung sẽ review bên khu vực sân vườn cho cô chú anh chị cũng giống như các bạn cùng xem nha. Đó, khu vực nấu nè. Đây là khu vực phía sau. Phía sau thì đây chúng ta có thêm một phòng ngủ phía sau nữa nha. Là nhà dưới này là 3 phòng ngủ nha cô chú chị. Nhà vệ sinh rất là lớn. Khuôn viên sân vườn phía sau rất là thoáng mát luôn nè. Bên hông thì rất là nhiều tiểu cây cảnh luôn để cho gia đình chúng ta sử dụng. Ai mua về đây chỉ việc hưởng thụ thôi nha. Một trong những cái không gian rất là thoáng, rất là đẹp luôn. Rồi chúng ta đi tham quan, sau khi tham quan ở bên trong nhà thì chúng ta sẽ cùng nhà đất Sài Gòn khám phá tiếp tục khuôn viên cái khu vực tiểu cảnh sân vườn nha. Đây chúng ta có một cái dàn hoa rất là đẹp luôn. Giống như khu tiểu cảnh sân vườn này là đang cải tạo làm lại, thì chủ nhà đang bán một cái mức giá cực kỳ hời luôn so với lại lúc trước đây. Thì như lúc trước dịch người ta bán cái khu này tầm khoảng 30 tỷ. Nhưng mà nay chủ nhà cũng đang cần tiền để giải quyết cái công việc riêng nên bán một cái mức giá chỉ 20 tỷ đồng. Cô chú anh chị nào mà quan tâm thì thật sự quan tâm thì hãy nhanh tay gọi ngay cho kênh Nhà Đất Sài Gòn qua hai số điện thoại trên màn hình. Tính ra căn nhà này chưa tới 10 triệu đồng một mét vuông, tổng diện tích lên đến 2.500 mét vuông nha cô chú anh chị. Tổng diện tích 2.500 mét vuông thì bao gồm có 350 mét đất thổ cư và toàn bộ tiểu cảnh sân vườn, khuôn viên đất mặt tiền đường sông Lu luôn, xã Trung An, huyện Củ Chi. Vâng, như vậy là Trung mới review qua cho cô chú anh chị cũng như các bạn xem qua một toàn cảnh khuôn viên nhà vườn này rộng lên đến 2.500 mét vuông tại mặt tiền đường sông Lu, xã Trung An, huyện Củ Chi, có 350 mét đất thổ cư và nguyên một căn biệt thự tiểu cảnh sân vườn mà Trung mới review qua. Thì cái khu toàn cảnh khuôn viên này là khu nghỉ dưỡng phù hợp với anh chị, cô chú anh chị nào mà đang quan tâm tới biệt thự nhà vườn nghỉ dưỡng thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn đáng quan tâm, đã lý tưởng nha. Giá của chủ nhà đang cần lúc trước đây là bán một cái mức giá 30 tỷ đồng. Nhưng nay chủ nhà đang cần tiền nên bán gấp chỉ có 20 tỷ đồng. Thì cô chú anh chị cũng như các bạn nào mà đang thật sự quan tâm tới khu vườn mà Trung mới review qua thì nhanh tay bốc máy gọi ngay cho kênh Nhà Đất Sài Gòn qua hai số điện thoại trên màn hình. Trung sẽ tư vấn rõ ràng hơn cũng giống như gửi đến cho cô chú anh chị nhiều những video trung thực nhất. Rồi một lần nữa Nhà Đất Sài Gòn xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video kế tiếp nha. Xin chào và hẹn gặp lại.